có một giá sách và bạn dưới đây cho biết số sách ở mỗi kệ. Kệ thứ nhất có 19 cuốn sách, kệ thứ hai có 24 cuốn sách, kệ thứ ba có 32 cuốn sách và kệ thứ bốn có 7 cuốn sách. Vậy tổng cộng có bao nhiêu sách ở trên giá sách? Hãy dừng video lại và nghĩ xem mẹ có giải được không trước khi ta làm cùng nhau nhé. Bây giờ hãy làm cùng nhau nào. Vậy nếu ta muốn tính tổng số sách trên các kệ sách tổng số luôn á thì ta phải cộng 19 cuốn với 24 cuốn với 32 cuốn với 7 cuốn. Vậy nó sẽ là 19 cộng 24 cộng 32 cộng 7. Và đây là bài toán mình cần tính. Vậy chúng ta giải bằng cách nào? Mình sẽ giải bằng cách chia thành hàng chục và hàng đơn vị. Ví dụ mình sẽ viết 19 này thành 10 cộng 9. Mình có một chục và 9 đơn vị. Và 9 đơn vị. Tương tự thì mình viết 24 này thành 20 cộng 4. 20 cộng 4. Mình viết 32 thành 30 cộng 2. 30 cộng 2. Và cuối cùng thì mình viết à, để mình dùng một màu đẹp ở đây ha, màu xanh mình sẽ viết lại số 7 này Thật ra thì mình không còn viết lại Bởi vì 7 chỉ có 7 đơn vị nên mình sẽ viết 7 ở đây, ở đây thôi Bây giờ thì mình sẽ mang những số hàng chục sang ra đây Vậy thì mình sẽ có là 10 cộng với 20 Mình sẽ gạch đi để không bị nhầm nhé Cộng 30 Vậy hàng chục đã xong rồi và mình sẽ làm tương tự với hàng đơn vị Mình sẽ dùng màu cam nè Nó sẽ là 9, 4, 2, 7 Nghĩa là cộng 9 cộng 4 cộng 2 cộng 7 Vậy 10 cộng 20 cộng 30 bằng bao nhiêu? 10 cộng 20 là 30 cộng thêm 30 sẽ bằng 60 Một cách khác để tính là mình có một số 10 cộng với 20 nó sẽ là 30 cộng thêm 30 nữa là 60 Vậy là 60 nè Và rồi mình tính cái này như thế nào Thật ra thì mình có thể làm theo bất cứ trợ tự nào 2 cộng 7 sẽ bằng 9 Và 9 cộng 9 thì sẽ bằng 18 nè Vậy cái này sẽ là 18 cộng 4 Và tôi thấy còn cộng 2 vào đây để làm tròn thành 20 Và mình cũng có 2 ở đây thì mình viết như thế này mình sẽ viết theo dạng đây là 60 cộng nếu mình lấy 2 từ 4 và mang nó cộng với 18 á thì đây sẽ là 20 cộng 2 hai cái điều này bằng nhau đó là lý do vì sao là vì nó sẽ dễ hơn khi cộng 20 với 60 đó là hai chục cộng 60 nè Vậy ở đây sẽ là 80 80 và rồi 80 cộng 2 thì tất nhiên ta có kết quả Ồ, ta có thể ăn mừng ở đây rồi Kết quả sẽ là 82. Đó là tổng cộng số sách.